Thời gian qua xuất hiện nhiều mô hình chung tay chăm lo cho những người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế. Trong đó, những mô hình không đồng trên địa bàn huyện Thới Lai đã trở thành nơi trao gửi, san sẻ yêu thương, giúp mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là gian hàng không đồng của Ban chấp hành đoàn xã Xuân Thắng, hoạt động được hơn 3 năm. Mô hình đã trở thành nơi san sẻ nỗi lo về cơm áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hiện Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức được 8 điểm gian hàng không đồng, bình quân mỗi năm vận động được 120 triệu đồng, hỗ trợ hơn 350 phần quà gồm gạo, mì, sữa, đường, bột ngọt, nước mắm, quần áo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thì đối với phiên chợ không đồng là một trong những các hoạt động lớn đối với Ban chấp hành xã đoàn Xuân Thắng. Thì đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa để nhờ đó thì Ban chấp hành xã đoàn Xuân Thắng đã vận động từ mạnh thường quân, doanh nghiệp, các nhà tài trợ, bạn bè và các đơn vị kết nghĩa để mà hỗ trợ về quà bao gồm là gạo, mì, sữa, các nhu yếu phẩm, thuốc bổ để cho các đối tượng yếu thế địa phương và đặc biệt là các hộ khó khăn. Và đây là mô hình tủ không đồng của Ban chấp hành đoàn thị trấn Thới Lai được thành lập ra mắt vào giữa tháng 6 năm 2024. Đặt trước cổng Ủy ban Nhân dân thị trấn, hoạt động vào mỗi buổi sáng ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Từ mô hình tủ không đồng, các đoàn viên thanh niên đã phát miễn phí trung bình 50 phần ăn mỗi ngày, gồm bánh mì, nước suối, mì gói cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, Ban chấp hành đoàn thị trấn phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thị trấn tổ chức điểm tiếp sức mùa thi, phát hơn 200 phần ăn miễn phí cho các tình nguyện viên, phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Qua các hoạt động mà phát những cái bữa ăn sáng cho các bạn tình nguyện viên cũng như là các phụ huynh học sinh trong cái thời điểm là kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 này thì em cảm thấy rất là ý nghĩa và ấm lòng khi mà có những cái suất ăn tuy là rất là nhỏ nhưng mà đã tiếp thêm động lực cho các tình nguyện viên trong cái mùa thi này để các bạn có thể là làm hết sức mình. Em bán vé số, em cảm ơn anh chị để đoàn viên thanh niên đã phát phần quà cho em và nhờ phần ánh sáng của anh chị mà em cũng đã ấm lòng mẹ con em. Cái mô hình tủ không đồng đoàn thanh niên thị trấn đang thực hiện mang ý nghĩa về công tác an sinh xã hội rất lớn. Khi thực hiện mô hình này thì những người lao động khó khăn được hỗ trợ một cái phần ăn nước uống miễn phí vào buổi sáng, góp phần thêm một phần kinh tế cho gia đình của những lao động khó khăn. Hướng tới thì đảng ủy sẽ chỉ đạo đoàn thanh niên để nhân rộng cái mô hình tủ không đồng từ chỗ cấp phần ăn sáng miễn phí cho người lao động khó khăn thì sẽ xã hội hóa vận động mạnh thường quân có thể cấp thêm những cái nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày để góp phần thêm cho đời sống của người dân trên địa bàn. Với những giá trị tốt đẹp mang lại, hy vọng những mô hình nhân ái nghĩa tình này sẽ tiếp tục được nhiều địa phương, đơn vị nhân rộng, làm nhịp cầu kết nối yêu thương giữa người cho và người nhận.